ảnh là cái kiểu người giao tiếp khá là hiệu quả với phụ nữ. Có nghĩa là không nói gì thôi mà nếu như mà thả là sẽ dính đó. Kiểu là như vậy. Nhưng mà gặp anh này rồi, em chỉ làm theo cái con tim và cảm xúc của mình thôi. Nhưng mà khi mà cái mối quan hệ của tụi em nó dần rõ ràng lên trong cùng một cái không gian, một cái địa điểm, thì rót vào tai em mỗi ngày là những câu chuyện không hay về ảnh. Bắt đầu từ một cái gì đó rất là trong sáng, tự nhiên em lại nghi ngờ. Các em bé phải không? Dạ. Xin chào hai bạn nhé. Dạ, em chào anh, chào chị. Ông xã em biết nói tiếng Việt không? Biết. À, biết. Nói chút. Em tên là Donovan. Em 36 tuổi. Em là thầy giáo nhỏ. Thầy giáo. Sinh học. À, thầy giáo sinh học. Dạ, dạ, trường trong thành phố mình à? Dạ, anh đang công tác tại trường quốc tế ở thành phố. Dạ. Em chào hai anh chị và chào quý vị khán giả. Em tên là Phương Thảo, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại em đang là giáo viên tiếng Anh ở một trường mầm non. Dạ, hai tụi em đều cùng sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Tức là hai người có hay dạy chung trường không? Dạ, hồi trước thì có nhưng mà bây giờ thì không. Em nước của em là nước nào? Em quê của em á? Nam Phi. Nam Phi. Yeah. Donovan là qua Việt Nam mình làm việc lâu chưa? Chín năm. Hồi lần đầu tiên em gặp ảnh em ấn tượng gì ở ảnh nhất? Trong trường thì rất là dễ gặp nhau. Tại vì nó ở chung một cái không gian, chung mỗi khuôn viên. Thật sự ra thì em cũng không có để ý đồng nghiệp nhiều. Tại vì lúc đó em mới đi làm được vài tháng thôi. Thì ảnh muốn làm quen với em thông qua một người bạn đó. Dạ, thì tức là ảnh thích em trước. Ảnh thích em trước. Và ảnh hỏi cái chị bạn đó là em có bạn trai chưa. Thì thông qua chị bạn đó thì ảnh biết là em còn đang độc thân. Ảnh nói là ảnh muốn xin số điện thoại của em. Thì chị đó hỏi là em là em có biết thầy Donovan dạy cấp 3 hay không? Em nói là em không biết. Thì ấn tượng đầu tiên của em về anh này là hồi trước là còn mập hơn bây giờ nữa. Tóc thì dài, cũng không nói dài lắm nhưng mà nhìn rất là lượm thượm. Mắt thì thâm quầng. Và em nghĩ là cái anh này có bị chứng mất ngủ kinh niên hay không? Mà lúc nào em gặp ảnh thì trong tay ảnh cũng là một chai nước ngọt. Thích uống nước ngọt. Thích uống nước ngọt. Đồng thời nhìn ảnh thì rất là toát lên cái vẻ bad boy. Và thường mà con gái mà nhìn thấy mà cái kiểu bad boy thì là sợ đúng không? Dạ không, rất là thu hút. Ủa, em thích hả? Dạ em thích. Ủa, nhiều nó có cái sự thu hút gì đó, hấp dẫn gì đó, thôi thúc em là muốn tìm hiểu thêm về người này. Em hỏi anh đi, tại sao anh lại thích em? Tại sao anh lại thích em? First impression of me. Thằng nhỏ, đẹp gái. Đẹp gái. Yeah. Nói chuyện dễ thương. Thông minh. Thông minh. Yeah. Trước khi mà anh quen với Thảo đó thì là anh đã có bạn gái chưa? Không. Xạo đó. Thiệt không? Thiệt. Xạo đó. Anh thì ảnh không có chia sẻ cái quá khứ của ảnh với em. Nhưng mà thật sự ra ngay từ lúc bắt đầu với một cái gì đó rất trong sáng thì em cũng không có nghĩ tới trước khi quen em thì ảnh là người như thế nào. Nhưng mà khi mà cái mối quan hệ của tụi em nó dần rõ ràng lên trong cùng một cái không gian, một cái địa điểm, thì rót vào tai em mỗi ngày là những câu chuyện không hay về ảnh. Bắt đầu từ một cái gì đó rất là trong sáng, tự nhiên em lại nghi ngờ. Mọi người nói rất là nhiều. Có thể là mọi người lo lắng là em sẽ bị anh này lừa gạt và bị dụ, hay là ảnh không có nghiêm túc gì đó. Em có nói với ảnh là thôi em cảm thấy mệt mỏi và em không có đủ tự tin và mạnh mẽ để tiếp tục cái mối quan hệ này nữa, và em muốn chia tay. 2-3 lần như vậy luôn thì ảnh đều là người giữ em lại. Thì ảnh cũng giải thích, ảnh nói là trước khi ảnh có thể là như thế này như thế kia đó, nhưng mà hiện tại bây giờ với em thì ảnh chỉ có một mình em thôi. Em mà cứ dằn vặt ảnh về quá khứ á, thì như vậy có công bằng với ảnh hay không? Thì lúc đó em mới có suy nghĩ là vậy thôi thì mình cứ làm theo cảm xúc cái đã. Còn cái việc mà mình có bị tổn thương hay là cái mối quan hệ này nó có gián đoạn hay không á, nếu như mà nó có xảy ra thì em cũng phải là người quyết định cái chuyện đó. Chứ em nhất quyết không bị lung lay nữa. Cũng là nhờ có ảnh đã giữ em lại, chứ nếu như không là chắc tụi em cũng chia tay rồi. Nhưng mà lúc đó là các bạn là đã yêu nhau lâu chưa? Dạ lúc đó thì tụi em chính thức quen nhau mới được vài tháng thôi. Lúc mà Thảo đòi chia tay với em á, em có buồn không? Cái cảm giác của em thế nào? Em buồn quá. Buồn quá. Yeah, sad. Sad, khóc luôn. Anh hỏi nè, vậy thì cái lần đầu tiên mà ảnh tỏ tình với em đó là bao lâu? Tầm khoảng 4-5 tháng gì đó. 4-5 tháng. Dạ. Ảnh tỏ tình không phải trực tiếp. Lần đó là em về quê ăn Tết, thì ảnh có đưa em ra xe đi về, thì ảnh có gửi tặng cho em một món quà. Và trong cái quà đó nó có một cái thiệp nữa. Thì anh hỏi, anh viết trong đó là em có đồng ý làm bạn gái của anh hay không.
và ở dưới anh có vẽ một cái trái tim thôi. Thì anh bảo là đúng cái ngày sinh nhật em đó, rồi hãy mở ra xem. Thì em mở ra em xem, thì em vẽ là một cái trái tim kế trái trái tim đó, và em chụp cái tấm thiệp đó gửi sang cho ảnh, thì coi như là em đồng đã đồng ý. Rồi cái lần hẹn hò đầu tiên là lúc đó là đi đâu? Em dắt first bạn thing. Đi đâu? Sushi. Đi ăn sushi. Ủa tại sao lại chọn ăn món của Nhật Bản? Em thích sushi. Thì sự ra thì lúc đó em cũng món đó cũng phải là món khoái khẩu của em, nhưng mà anh được bạn bè gợi ý lần hẹn đầu tiên thì nên dẫn đi ăn như vậy thì anh chọn. Thì đi hẹn tới chỗ đó thì em tới trước, em chọn một cái địa điểm ngồi theo em là nó lãng mạn và khá ấm cúng, nhưng mà nó lại gây khó khăn cho ảnh tại vì bụng to chân dài mà em bắt ngồi lên một cái ghế đệm ngồi bệt ở dưới luôn mà mặc quần jean nữa, thế là ngồi khó, đúng rồi, ăn không được gì hết, ngồi cứ lắc qua lắc lại như thế này. Nhưng mà em không biết sau này về xong thì anh mới nói. Thế là từ đó em rút kinh nghiệm, đi ăn ở đâu là phải có ghế ngồi. Rồi gia đình em có ngăn cản cái việc mà em quen người nước ngoài không? Lúc mà mẹ em nghe, mẹ em có ngăn cản thì gia đình em không có ai ủng hộ hết á. Tại vì cả em và cả gia đình em luôn đều khá là truyền thống. Nhưng mà lúc đầu em cũng không có đặt mục tiêu là sau này mình sẽ quen một người nước ngoài. Nhưng mà gặp anh này rồi, em chỉ làm theo cái con tim và cảm xúc của mình thôi. Thế là em cứ quen vậy đó. Đến một ngày tầm khoảng gần được 2 năm thì ảnh ngỏ lời anh muốn dẫn em về Nam Phi để thăm gia đình ảnh. Dạ, thì lúc đó em rất là hồi hộp. Thì em có nói là ok, nếu như mà anh muốn em đi chung với anh về nước á, thì anh phải làm cùng với em một việc là anh đến gặp ba mẹ em đi. Anh xin phép ba mẹ em đi. Thì anh đồng ý không? Anh đồng ý, cũng hơi sợ sợ, nhưng mà phải đồng ý thôi. Khi mà Thảo mà nói là anh về nhà ra mắt ba mẹ, thì lúc đó cái tâm trạng anh như thế nào? Scared. Hả? Sợ hả? Sợ đúng không? Sợ ba hay sợ mẹ? Ba. Tại vì trong cái suy nghĩ của ảnh á, ba là người quan trọng hơn mẹ. Và sợ ba, tiếng nói của ba sẽ lớn hơn tiếng nói của mẹ. Sợ ba không đồng ý. Sợ ba không đồng ý. Nhưng mà cuối cùng thì cái buổi gặp mặt đó là sao? Cuối cùng thì khi gặp ba mẹ em xong thì ảnh quyết định là ảnh sợ mẹ hơn sợ ba. Nhưng mà sau đó thì em có đi Nam Phi không? Dạ có, em có đi. Rồi em qua bên đó gặp gia đình của bạn này thì sao? Em đi Nam Phi với một tâm thế là em đi du lịch cùng với ảnh thôi. Thật sự ra là em không hề cảm thấy hồi hộp lo lắng gì khi mà gặp gia đình bạn trai luôn. Và may mắn là gia đình của ảnh rất là thân thiện. Dạ cũng chào đón em và cũng cảm giác như là rất là ấm áp. Dạ và không có bất kỳ một cái trở ngại gì hết. Nhà anh có đông anh em không cưng? Dạ chỉ có một em gái thôi với ba mẹ. Thì bây giờ chỉ còn mẹ thôi. Sao lại làm còn mẹ không là sao? Dạ thì em về Nam Phi gặp gia đình nhà ảnh là tầm khoảng tháng 7. Thì đến tháng 12 là ba ảnh qua đời. Dạ. Ba anh lớn tuổi bị bệnh nè. Dạ cũng khá là đột ngột thì ba qua đời. Mẹ thì cũng còn một mình với em bên đó, cũng khá là cô đơn. Cho nên hai bên gia đình vẫn giữ cái mối quan hệ với nhau là vẫn nhắn tin, vẫn nói chuyện. Mặc dù mẹ em không biết tiếng Anh. Giờ dễ mà. Dạ. Lên Google là đã. Dạ lên Google đó. Đúng không? Nhưng mà sau cái chuyến đi Nam Phi đó về thì bao lâu thì tụi em mới cưới nhau? Tầm khoảng hơn một năm sau. Tháng 7 là tụi em đi Nam Phi. Đến tháng 12 là ảnh cầu hôn em. Là thì lúc đó là ba mất á hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cầu hôn rồi thì ba mất hay sao? Dạ đúng cái đêm đó luôn. Ồ vậy hả? Dạ tụi em có một chuyến nghỉ đi du lịch thì ảnh sắp xếp đâu vào đó hết rồi. Ảnh cầu hôn em ngay trên bãi biển. Và ảnh đếm 10, 9, 8, 7. Tại vì em đang suy nghĩ. Cái gì? Đếm ngược á. Đếm ngược lại 5, 4, 4, 3, 2, 1. Cho 10 giây suy nghĩ thôi. Em cũng có bối rối đôi chút, nhưng mà nhìn chiếc nhẫn nó khá là lấp lánh. Chỉ có 10 giây để suy nghĩ thôi. Hanoi, are you sure? Em hỏi là đã chắc chưa? Tại vì bây giờ mà em đồng ý là không có đổi ý lại được đó. Dạ thì quay lại về phòng tính là gọi điện để báo tin về cho ba mẹ mừng. Thì chưa kịp báo gì hết thì nhận được cuộc gọi của em gái báo qua là ba mất đột ngột như vậy rồi. Ba rất là quan trọng đối với ảnh. Tụi em đã lên kế hoạch là sẽ đưa ba mẹ qua dự đám cưới và rất là muốn giới thiệu Việt Nam với ba, muốn đưa ba đi khắp Sài Gòn. Nhưng mà cuối cùng thì lại không có được như ý như kế hoạch như vậy. Sau đó là ảnh bay về bên kia liền. Dạ, sau đó thì qua ngày hôm sau tụi em hủy vé bay về Sài Gòn sớm, rồi ảnh bay về Nam Phi. Cái giai đoạn sau đó nó rất là khó khăn. Tại vì ảnh đau và em cũng đau nữa. Tại vì em không biết là phải an ủi một người vừa mới mất một người thân như thế nào hết. Lúc đó thì em phải cân bằng tâm lý giùm cho ảnh và mẹ ảnh nữa.
Yeah. Rồi, xin thay mặt chương trình xin được chia buồn với Donovan nha. Rồi, như vậy là các bạn lấy nhau là được bao lâu rồi ta? 15 tháng. 15 tháng. Như vậy là quá son rồi đó. Bây giờ là em đang có baby đúng không? Dạ. Yeah. Chúc mừng nghe. Cảm ơn anh chị. Vì vậy là trong khoảng thời gian mà ở chung với nhau vậy thì không biết là anh ấy có tật xấu không? Em không biết đây là một cái tật xấu hay là một cái thế mạnh mà nó làm em khó chịu thì chắc thôi em được vô tật xấu. Ảnh là cái kiểu người giao tiếp khá là hiệu quả với phụ nữ. Có nghĩa là nói chuyện kiểu như nhiều khi không có phân rõ cái ranh giới, rất dễ tạo ra hiểu lầm. Dạ, em cũng đã có góp ý rồi. Nếu như mà anh mà cứ như vậy là em không có thích, không nói thì thôi, mà nếu như mà thả là sẽ dính đó. Kiểu là như vậy. Cũng đã cãi nhau, cũng đã khóc lóc giận dỗi rất nhiều về vấn đề này. Cãi một hồi thì anh nói là chuyện đó bình thường với anh, không có gì hết. Theo anh suy nghĩ là những cái câu nói đó, những cái cách giao tiếp đó với anh là bình thường, không hề đi quá mức. Có nghĩa là anh không chấp nhận cái việc mà em ghen với người khác. Dạ đúng rồi. Em chỉ bảo là em không thích thì anh nói là ok, không thích thì anh không làm. Nhưng mà anh vẫn không chấp nhận là cái đó nó sai. Rồi gì rồi, nữa không? Tiếp theo. Có gì nữa? Còn tật xấu gì nữa? Ảnh không có thích đồ ăn Việt Nam lắm. Thì nó làm cho em khó khăn khi mà em phải nấu ăn. Trên bàn ăn lúc nào cũng phải có hai món. Một món Tây hoặc là món gì đó anh ăn được và món em ăn. Và mỗi lần đi ra ngoài ăn cũng vậy. Ảnh phải chở em đi ăn cái món mà em thích ăn trước. Ví dụ như bún, phở, cái gì đó. Rồi sau đó ngồi đợi. Nhiều khi cũng ngại với chủ quán luôn á. Ngồi đợi và sau đó tụi em phải đi tới một cái quán thứ hai để mua đồ ăn cho ảnh. Riết rồi em không muốn đi ra ngoài ăn nữa luôn á. Hồi đó em rất là khó chịu về cái chuyện đó. Nhưng bây giờ thì dần dần em chấp nhận được rồi. Thích nghi được rồi. Dạ thích nghi được rồi. Em nấu ăn thì em sẽ nấu hai món. Một món cho em, một món cho ảnh. Có khi nào mà em ở nhà em không muốn đi ra ngoài ăn rồi em nhờ ảnh đi mua đồ ăn về cho hai vợ chồng ăn mà gặp một cái sự cố vậy? Nhờ đi mua đồ lúc nào cũng lộn luôn. Ngay từ cái hồi mới quen nhau là em qua chơi là em ơi anh có mua ổi trong tủ lạnh đó lấy ăn đi. Và em mở trong tủ lạnh ra là mấy cái lát bí đao cắt sẵn mà người ta xếp lên vỉ đó. Thì anh nói cái đó là ổi. Sau đó nữa là có bữa em nấu ăn em kêu là anh đi mua hành cho em đi, em về em nấu canh. Xuống siêu thị về nói với em lý do là không có hành và cầm về cho em một bó xả. Dạ. Nhiều lần lắm đó là anh ơi em muốn ăn tàu hũ. Tàu hũ không phải tàu hũ chiên, em hay chiên đâu nha. Nó trắng, nó mềm. Và nó đựng trong cái chén nhựa tròn như vậy nè. Thì ảnh đi xuống và ảnh đem về cho em tất cả những cái gì mà màu nó trắng. Được chứa trong cái hũ tròn như vậy. Có súp tu, có cháo. Có rau câu. Có rau câu, dạ đúng rồi, xương sáo. May quá, có đúng một hũ tàu hũ luôn. Thế là em phải ăn hết tất cả những cái món đó. Dạ. Và còn nữa, còn đây nhất. Mà ông biết ông nhầm không? Dạ biết, trời em đánh luôn, tức quá. Bữa đó em nhờ đi mua dưa leo với lại salad. Bình thường là em có chụp hình. Sau đó em rút kinh nghiệm chứ, em muốn ăn cái gì là em chụp hình, em gửi. Nhìn nhưng mà bị cái là mắc cỡ gì đó, không bao giờ hỏi nhân viên. Thấy là lấy thôi, không biết đúng hay sai. Thì bữa đó em tự tin lắm, em nói là dưa leo về salad nha. Em dọn đồ ăn ra sẵn rồi, chỉ đợi dưa leo với salad về ăn thôi. Thì hai cái món đó nó dễ quá mà, em không có gửi hình. Thế là đem về cho em một vỉ mướp cắt sẵn. Và kế bên mướp đó là một nhóm mùng tơi. Dạ, và nói em là dưa leo cắt sẵn nè và salad nè. Rồi bây giờ tới Donovan á, cô ấy có bao nhiêu tật xấu? Thao hay ghen. Ghen, hồi nãy có kể rồi. Thao kiểm tra Facebook. Facebook. WhatsApp. Zalo. Trời ơi. Trời ơi, mệt quá đúng không? Có khi nào mệt quá, có khi nào giận mà đập điện thoại không? No. Rồi cái gì nữa? Mua đường. Ủa rồi mỗi lần hai vợ chồng đi vậy rồi sao? Ảnh rành đường Việt Nam không? Em xe, anh Thao, nói quẹo trái. Bên phải đó. Ok. Không, quẹo trái. Quẹo phải. Cái tay bên phải, miệng nó quẹo trái. Tại vì em là đúng là em mù đường và gặp ảnh không có rành đường xá ở Sài Gòn nữa. Cho nên lúc nào mà đi đâu là cũng kết thúc là cãi nhau. Em nói là em đi đường này mà tại sao anh không nghe em, anh cứ đi đường khác, cứ như vậy á. À, còn tật xấu gì nữa nè? Khi Thao giận. Giận. Thao không nói. Không nói. Im lặng. Yeah, im lặng. Thao. Làm gì để Thảo nói chuyện? Em im luôn và anh năn nỉ. Yeah. Bé ơi. Em ăn chưa? Nothing. Không phải là em cố ý mà là cái kiểu như cái cá tính em nó như vậy luôn á. Tại vì em mà nói thì thứ nhất lúc đó cảm xúc em nó rất là lộn xộn. Cứ giận là em cứ im lặng như vậy. Và bây giờ Donovan có mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Không im lặng. Không im lặng. Đừng im lặng nữa. Đừng im lặng. Khi giận thì không. Nói đi.
đừng im lặng nữa. Đừng im lặng nữa. À. Rồi còn Thảo. Ờ, anh này thì anh còn một cái tật xấu chưa sửa được là hút thuốc quá là nhiều. Dạ, thì em sợ nó ảnh hưởng tới sức khỏe của anh thôi. Và em không có chịu được cái mùi khói thuốc mà nó ám trên người như vậy á. Em nhắc nhở rồi cũng cãi nhau, kể cả khóc luôn để năn nỉ anh là bỏ thuốc đi. Nhưng mà vẫn chưa có sửa được. Nhưng mà bây giờ bớt chưa? Dạ chưa luôn, vẫn còn hút thuốc nhiều lắm. Hút thuốc nhiều lắm. Một ngày nằm. Một ngày năm điếu. Một năm điếu hả? Một ngày năm điếu. Bây giờ từ từ đi, một ngày ba điếu thôi. Rồi có em bé xong là phải động. Em sợ không? Em bé hửi mùi. Em hút thuốc là em bé hửi mùi. Rất là nguy hiểm. Chị thấy vậy nè. Thực ra là khi mà mình lấy người nước ngoài á, nó có những cái về văn hóa nó khác nhau, em hiểu không? Cho nên nó là, nói chung là mình cũng phải vừa cương vừa nhu. Em giống như em lùi nửa bước thôi. Tại vì chị thấy nè, người ta đâu ra đó, giống như người ta rất sòng phẳng. Ví dụ như là khi người ta nói là người ta thích cái điều đó là người ta thích, chứ người ta không nói xạo. Chị cảm giác là như vậy. Thành ra khi mà anh đã nói là anh không có gì, chỉ có một mình em thôi, thì em nên tin vào cái điều đó. Đó, tin để cho mình, thứ nhất là mình thoải mái cho bản thân mình, đúng không em? Chứ chi mà mình mệt trong cái chuyện đó. Đúng không? Còn về phía em nói là không được im lặng là it's good. Tại vì em cứ phải nói, tại vì cái người phương Tây họ kỳ lắm. Em nói em không thích như vậy là em phải nói ra cho ổng biết là em không thích điều đó. Mà nói nhiều lần, nhưng phải hợp lý. Nãy chị đừng nói em phải hợp lý. Thì thành đã làm cố gắng để mình hạnh phúc nhất có thể. Rồi xin cảm ơn Thảo với Donovan đã đến với chương trình Vợ Chồng Son á. Chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc như thế này. Và chúc cho sắp tới đây hai mẹ con, mẹ tròn con vuông. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, em là Trần Nguyên Minh. Hiện nay em 32 tuổi, em đang làm quản lý. Còn em tên Trần Kiều Thi, năm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên năm 4 trường đại học Sài Gòn. Em hơn vợ em là 10 tuổi đúng không? Dạ. Vậy thì cơ duyên nào hai người gặp nhau hay gì? Em có để ý thầy giáo của em, rồi em muốn đi tìm hiểu thông tin về thầy. Em có add link một số bạn của thầy, thì trong nhóm bạn đó là có ông cháu em hay à. Tới khi mà em học lớp 12, em có một số vấn đề vừa gia đình rồi vừa thi cử nữa, thì em bị rơi vào trầm cảm, không muốn sống nữa, chuẩn bị sẵn thuốc men hết trơn rồi, tính đi lên trên mạng chào mọi người. Cái tự nhiên là có một cái nick lạ quơ lạ quá nhảy vô hỏi em bé nào đây, cũng nói chuyện. Sau đó thì em cũng có nói với ảnh là nói chuyện với thầy xong là con đi chết đi. Tôi nghĩ là chắc là nói đùa, không thể nói thiệt. Sau đó anh cũng khuyên, anh vẽ ra đủ thứ lý do để cho em yêu đời, để em sống á. Nhưng mà lúc đó bướng lắm, anh cứ khuyên mà không chịu. Thế là anh cáu lên, thế là anh nói rằng là sống chơi với anh sướng như thế này này không chơi. Rồi vậy đó hả? Không thể là tự nhiên em bình tĩnh, cái em kêu hay là thử sống thêm chút xíu nữa đi, thử coi chơi với cái anh này coi có sướng thiệt như anh nói hay không. Rồi chừng nào thì hai người mới gặp nhau? Qua ngày hôm sau. Khi mà em tới thì đúng lúc đó là ảnh đang chơi bóng chuyền. Em cũng không biết ảnh là ai nữa. Em vừa coi em về nhắm đối tượng, cũng nhắm chúng anh này rồi. Gần như hai người này có một cái sợi dây vô hình, giống như là duyên tiền định cảm, hình giao cách cảm đúng không? Nhưng mà sao em biết đây là đối tượng của mình? Thì sau đó rồi khi mà đội bóng chuyền chơi xong, bắt đầu là em gọi điện thoại. Thế là ảnh vừa kể trình thế này này, mà ảnh vừa nghe điện thoại em biết là đúng là đối tượng của mình rồi. Mà lúc đó ảnh có một cái điểm rất là hấp dẫn, đó là ngực của ảnh có lông. Sao vậy? Không biết sao nữa mà từ trước tới giờ em cứ nhìn thấy người đàn ông mà ngực lông lá là em thấy gớm lắm. Sau khi nhìn một người đàn ông cái ngực không có lông thì trong đầu em nghĩ tới là cái gì? Em không có con với anh. Trời. Gặp một người đàn ông ngực không có lông, tự nhiên điều đầu tiên lé lên trong đầu của mình là ồ, em muốn có con với anh. Ngoài cái ngực của anh không có lông thì lúc đó cơ thể của anh em cho là bao nhiêu điểm? Chừng 8 điểm thôi. Là được 8 điểm là sao? Về độ hình núi hay là không? Anh không có núi đâu, lúc đó anh có 64 kg. Bây giờ dường như em có vẻ không đủ 64 kg đúng không? Dạ, từ hồi mà em lập gia đình xong em được bà xã chăm sóc thì nó tụt xuống 4 kg. Cái thời gian mà hai bạn quen nhau rồi đó, có cái gì mà hai bạn ấn tượng? Hôm đó thì ảnh chở em về giới thiệu với nhà ảnh. Trên đường về thì ảnh có mới chở em vô một cái nhà thờ, nó hình chiếc vương miện rất là đẹp, rồi có đàn nai. Em mới nói ảnh là chụp hình cho em. Đang chụp hình cái là tự nhiên cái ảnh đứng ngay người ra. Em gọi 2-3 lần ảnh không chịu nghe, cứ đứng ngay người ra vậy nè. Thế là em điểm theo cái tia mắt của ảnh, em điểm theo phía sau lưng. Thì em ghi nè. Thấy phía đầu sau lưng em 2 chị. Wow. Rất là đẹp. Em ghen lên. Em mới bảo rằng là tại sao đang chụp hình cho em mà anh lại đi nhìn người ta. Ảnh mới viện lý do đang chụp hình cho em, cái tự nhiên anh nhớ tới một giấc mơ của anh. Em đã từng mơ cái khung cảnh này rồi, là dắt một người cô gái tới đây chụp hình y chang cái khung cảnh mình mơ luôn.
nhưng mà không có hai cô gái phía sau. Ông em những cái giấc mơ vậy á có đó chứ không phải là giả bộ đâu. Theo chị em là tin. Em hỏi là vậy chứ anh mơ cái đó lúc nào? Anh kêu mơ đâu cả chục năm về trước á, mà lúc đó đâu biết nhau là ai. Chị đã nói rằng cái mối tình của tụi em nó giống như là duyên tiền định đó. Rồi nhưng mà chị có một cái thắc mắc như vậy nè, em lớn hơn vợ em tới 10 tuổi. Yeah. Vậy thì á có gặp cái rào cản nào trong cái sự đồng ý của gia đình bên đó không? Bên nhà vợ cho em già. Còn bên nhà em á thì chơi ảnh xấu. Rồi cuối cùng sao mà lấy nhau được? Thì hôm đó là ảnh vừa mới tới nhà em, ảnh lập công đó là ảnh mã thân ra, ảnh cứu được ba em. Ba em là thương binh đi chiến trường Campuchia về bị một viên đạn bắn vào đầu á, thêm cái chấn động kinh nữa. Tới lúc mà lên cơn là ba không có biết gì hết trơn á. Từ hôm đó em rồi mẹ em rồi em gái em nó cản quá trời luôn. Mà cuối cùng là ba chạy ra ngoài ban công nhảy xuống. Vừa mới tới nhà chưa mở cửa luôn mà tự nhiên người từ trên nhảy xuống đón mình thì mình sợ. Em giơ tay em chụp được cái đầu bố vợ nhưng mà cái chân em không có chụp được. Hôm đó thì ba em chỉ bị rạn xương thôi. Mà ảnh thì ảnh có tiền sử dụng địa điểm mà ảnh lao ra ảnh cứu bố em như vậy. Rồi cho nên là ông bà nội em á rất là mang ơn ảnh. Thì em mới tranh thủ luôn lúc đó em mới kêu là thôi nếu mà bây giờ ông bà muốn đền ơn cho ảnh thì thôi ông bà cho con cưới ảnh đi. Em không nhớ còn hơn lúc đó rồi là tại vì gia đình đang nổi lên rồi chứ. Em mà còn hơn người ta. Dạ. Thì khi em dắt bạn gái em đi khu du lịch Vườn Xoài, em thấy đà điệu nó ấp trứng. Rồi em mới nói với bà xã em có muốn về sau này mình dẫn mấy con đà điệu kia không. Lúc em khái lắm tại vì em biết là thành công rồi. Nhưng mà tại vì không lẽ cứ chơi hoài cái câu em muốn có con với anh hay là em muốn cưới anh. Thế là em mới dùng theo ngôn ngữ của tụi em lúc đó đó. Em mới bảo là anh không biết rằng là em say nắng lâu rồi à. Em có hiểu. Em kéo vô cái quán cà phê, em đè ra em bắt giỏ. Trời cái ông mẹ mới lên báo tôi lắm. Từ say nắng người ta mà ông này ông cạo gió. Em à, cách nhau tới 10 tuổi lận. Rồi cái lúc cũng cạo gió cho em vậy á, trong lòng em sao? Vui tại vì cứ có gọi là có cơ hội đụng qua đụng lại vậy vui lắm. Cái nhưng mà cũng là đụng qua đụng lại. Chị hỏi nè, rồi bây giờ là hai đứa lấy nhau rồi thì đã có cháu nào chưa? Em được hai cháu rồi. Có nghĩa là lấy xong là thực hiện ước mơ liền. Dạ, đúng rồi. À, trước khi đám cưới với nhau tụi em có dắt nhau đi khám sức khỏe. Em thì rất là ổn nhưng mà bác sĩ phản một câu với bà xã em, em rất là khó có con. Ồ vậy đó. Dạ. Như vậy có nghĩa rõ ràng là em được ông trời thương lắm. Thứ nhất á, là trong lúc mà em muốn bỏ mạng của em á, thì em gặp được chồng em là cái người đã cứu em, đúng không? Thứ hai nữa là em cầu được ước thấy, có nghĩa là cầu được có con với ảnh là chưa học xong đã có hai đứa rồi. Trong khi đó khoa học nói em là em khó có con. Rồi lấy nhau hạnh phúc không? Cứ về thì ảnh cũng cưng. Có một cái là bực mình ảnh lắm là tại vì ảnh cứ dập em ra ngoài à. Hồi xưa là ba mẹ ảnh có nhắn cho ảnh một chị, khi mà ảnh ngỏ lời với chị đó, nó hên là chị đó không đồng ý. Em có hỏi lại là lỡ lúc đó chị đồng ý thì làm sao mà tới em, cũng kêu là anh tính anh vậy, ai thương anh thương lại à. Khi mà cưới xong á, chị đó cũng nhắn tin, rồi thậm chí là cãi nhau với bạn trai xong rồi cũng gửi cho chồng em. Có lần nhắn con câu à, là cần ảnh ở bên cạnh an ủi, mà ảnh từ Sài Gòn mà ảnh chạy xe 40 cây số anh về Đồng Nai để anh an ủi. Trời ơi, đâu có được em, không có được. Không, nữa, lúc đó là em giấu rồi nhưng mà phát hiện ra. Dạ, em chỉ nói là về thăm gia đình thôi. Rồi lúc đó là sao? Lúc đó thì em biết rồi, bắt đầu là em giận lên. Rồi đã vậy rồi thêm chuyện là ảnh giữ kỷ vật của người ta nữa. Cái gì kỷ vật là cái gì nữa? Đó là một cái chăn len chị tự đan cho ảnh. Sao mà em biết cái đó của chị? Lúc đó đó là em nằm viện, chăn cho bệnh viện đắp đủ ấm thì em mới nói ảnh là mang chăn ở nhà vào cho em. Ảnh mang cái chăn đó lên thì em thấy đẹp quá, em mới kêu là trời ơi chẳng đẹp quá anh mua ở đâu vậy, cái ảnh tự khai lên không, này người ta tặng anh. Cái em hỏi là ai tặng thì lúc đó ảnh lưới húi làm sao đó, anh không để ý sao, ảnh kêu Thủy tặng đó là em biết. À, có như là đang bệnh rồi chuẩn bị hết bệnh thì nghe chăn đó của bạn gái trước của bà chồng mình rồi nghe xong rồi bệnh nặng thêm. Dạ không hết bệnh liền. Để hết bệnh để xử chứ. Okay. Rồi cái em giận mà em nói dục đi mà không chịu dục. Hiện tại muốn hỏi là cái chăn nó còn. Dạ còn. Dạ. Em sao kỳ vậy? Em lấy cái chăn em đắp cho con em. Thực ra trong cuộc sống vợ chồng đó mà có những cái nó khác. Lúc yêu thì ai nấy là giữ cái cá tính của mình, nhưng mà khi lấy nhau rồi có đôi chút phải nhường nhịn. Thì sau khi lấy nhau cái điều gì em muốn bà xã em thay đổi? Em chưa hài lòng rất là nhiều.
nhiều lắm hả? Dạ nhiều lắm. Thì trước khi mà mình mà chưa hài lòng rất nhiều, mình phải đưa ra một cái thỏa thuận với bà xã là khi nào mà hai vợ chồng mà có xung đột gì thì cái người á có lỗi á lên giường đắp chăn nằm trước chờ người kia lên xử. Biết xử gì vậy? Không biết xử gì mà giờ có hai đứa đó, biết chưa? Đó, xử gì đó. Vậy là em nói có lỗi nhiều mà ngày nào không xử gì sao chịu nổi. Bây giờ mới hiểu tại sao mà từ 64 kg còn có 60 kg. Thường á thì em không đồng ý ở vợ em những cái điều gì để mà vợ em bị xử hoài. Thứ nhất đó là cái chuyện gọn gàng sạch sẽ, tới giờ đi học là chỉ có mặc đồ vô sách cặp dọn đồ nhà cứ để chăn mùng màn gì á là em phải xếp từ đầu đến cuối xong rồi em quyết định đi làm. Lúc đó bức xúc bảo em là con gái mà sao toàn bắt anh xếp chăn không vậy, anh làm hết từ đầu đến cuối rồi chế về làm anh sao. Thì lúc đó mới chia ra thứ hai thứ tư thứ sáu là anh xếp, thứ ba thứ năm thứ bảy là em xếp. Được tuần đầu tiên trời ơi phải nói là rất là hoàn hảo, tới tuần thứ hai ngựa quen đường cũ, cứ lấy lý do là chế giờ học em mới bức xúc, em mới bảo vậy không được rồi. Thì em nghĩ ra một cách như vậy nè, tới ngày đó mà không xếp em để cho đi học cho tới chiều về một đống trên giường em nữa, chung mình chưa có xếp gì hết. Em là xếp chăn ra nè, em là cầu nhau có mỗi mấy cái chăn thôi mà cũng bắt xếp một hồi mà em thấy nó thành một đống chứ không phải nó thành đống. Tại vì em đi học từ sáng tới chiều là 5-6 giờ mới về, mà 8-9 giờ là tụi em lên giường ngủ rồi. 5-6 giờ bắt gấp chăn xong 8-9 giờ lại bung ra ngủ, lúc em bực bội ghê lắm không chịu. Mà anh cứ bắt thôi, sau đó mới nghĩ rằng là thôi cố gắng sáng sớm ngủ dậy xếp luôn cho rồi đi. Yeah. Còn em sao rồi, em bực bội chồng điều gì? Em chỉ bực bội ảnh cái là ảnh cứ đi an ủi những cô học trò cũ của ảnh mà mặc dù là đã có vợ rồi, ảnh quan tâm dữ lắm, ảnh thương người ghê. Thực ra nó là quy luật rồi, học trò nữ thì thường tìm cái sự an ủi ở thầy, còn học trò nam á thì lại tìm cái sự an ủi nơi cô. Thôi giờ mình lấy chồng giáo viên mình phải chấp nhận thôi. Thôi nhưng mà em thường hay nghe mọi người nói á, giờ con gái giờ nó ghê lắm, giờ em hở ra một cái rồi lỡ đi ăn ngủ vậy rồi nó dớt mất chồng em rồi. Theo chị thì như vậy nè, trong cái cuộc sống vợ chồng á nó nhìn có lo toan lắm, nhất là khi mình đã có con cái rồi thì những cái lặt vặt đó bỏ qua được nên bỏ qua, tại vì những cái sẻ chia an ủi và chăm sóc đó là cái bản năng của người thầy rồi. Còn riêng về học sinh á, người ta nói là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Học sinh cho đến bây giờ vẫn còn đi học mặc dù đã là mẹ rồi, vẫn còn nhõng nhẽo, vẫn bừa bộn, vẫn tìm cách trốn việc nhà là miếng đó. Thực ra nếu mình biết vận dụng á thì nó là những cái gia vị trong tình yêu của tụi em. Bằng chứng là bây giờ chị thấy nè, ngay lúc mà nói chuyện với chị Vĩ Thuật á là tụi em vẫn có những cái ánh mắt trao nhau rất là âu yếm, rất là bao dung. Bên đây thì vẫn này, còn bên kia thì nhìn bao dung, đúng không? Cho nên là qua cái buổi nói chuyện này thì chị nghĩ rằng bây giờ làm mẹ rồi, chững chạc lên. Còn bây giờ á, biết vẫn còn là ông thầy đó, nhưng mà nhớ là mình đã có vợ rồi, có con rồi, bớt, giảm bớt. Dạ. Nhớ chưa? Dạ. Thôi, xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình 30 thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận, hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận, hiện đang làm giáo viên tin học trung học cơ sở. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi còn con. Cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm yến á. Người giống như là con yến vậy đó. Đó. Dạ. Mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ, dạ khác trường. Khác trường. Mà sao? Chung nghề. Dạy dạy chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ, dạ chắc liên quan tới Yến. Làm nhà Yến sao quen. Sao con gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh Mai Trúc Mã. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp dạ. được nhau hay quá à. Dạ. Ừ. Nó theo ngạch chữ nó khác nó tỉa vậy. Ủa nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á. 20 cây mà sao quen? Mới gặp nhau. Dạ. Giờ ủa mới... sao gặp nhau? Thì giờ mới hỏi nè. Để gặp nhau chắc là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể ủa tiếp đi con. Dạ thì con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi. Là gần nhà của con á là chơi thân với một bạn. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11, học cấp 3. Dạ. Rồi. Con nghĩ là bé này
đến nhà của bạn của con, dạ, bạn của chơi, dạ. Tức là bạn bè thôi đúng không, chứ dạ. không yêu đương gì đâu đúng không, dạ. đó gặp đó này. Rủ con đi, ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta, nó đi mình với bé này nó sợ hay tại gì phải rủ con. Tết con ít có đi đâu chơi lắm, với lại các bạn đó cũng là bạn thân á, cho nên là mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Rồi sao lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu. Dạ không nhớ luôn. Đi chung với một nhóm bạn đó là vậy, là con giống như là đi chơi bình thường vậy, không có nhớ gì hết. Dạ con có nhớ không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Là lớp 11. Dạ đúng rồi. Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Thì con lại thích hai bộ môn đó. Cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh ấy trả lời liền không? Dạ anh đang rảnh. Anh nói lúc đó anh đang rảnh. Cho nên là anh trả lời liền. Có nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi, nhưng mà ảnh không nhớ con, ảnh nói là không biết đứa nào hết. Tại vì nó đi đâu. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn thì sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con là con bé mà ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ con ốm từ nhỏ nhưng mà con rất là khỏe, con không có bị bệnh lặng vặt. Dạ chắc nhờ uống yến đó chú Quốc Thuận. Trời hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả? Phải không? Dạ nói chung là ở nhà làm yến từ giờ đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi, nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn mua yến hũ cho con. Rồi nó nghe là rồi không nhớ rồi sao hai dạ. đứa quen nhau. Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa, rồi nhắn trao tin đổi, một nhắn hồi tin trời ai đề nghị làm anh em kết nghĩa anh dạ con không nhớ chính xác này, mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con dạ, muốn giới hạn dạ, cái tình rồi. Cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học, và tuổi đi học thì con đâu có nghĩ ngợi gì nhiều. Con nghĩ là con rất là tinh khôi, con rất là tinh dạ, khiết. Đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con thích, con có thích. Dạ cũng không luôn. Thích là tại vì là ông lại biết tiếng Anh, với lại biết thích chơi đá. Nghĩ là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em, tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Dạ. Làm anh em thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh, nghĩa là không có người yêu. Thì rất là hay nhắn tin, một ngày là nhắn hơn 200 tin. Trời. Dạ. Ai nhắn, ai chủ động. Dạ không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết rồi. Không có được. Anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Em nói cho biết luôn. Càng không nhắn luôn á. Tại mà nói á. Cái này là anh trai mưa, em gái mưa hay gì đó. Dạ. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày. Cái thời mà còn SMS á của Hồng Vân là tốn tiền nữa. Đúng rồi. Đăng ký. Dạ là mình đăng ký mấy nghìn nữa là mấy trăm tin nhắn đó con. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm, không học hành hay sao mà lại nhắn tin ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi. Hay quá chị. Đó. Thính ngạch ngày xưa yêu nhau vĩ đại hơn vợ. Vĩ đại á. Rồi sao? Rồi sao nữa nè? Nhắn một thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau, rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc nhắn hôm đó là Tết thì khoảng một năm sau á. Thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Xa bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Mà cô ấy đã là tri kỷ dạ, trong rồi. Trái tim, trong khối óc của tôi rồi. Anh nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Đã có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi, ok kể lại nha. Dạ 4 tháng. Ủa sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo alo coi. Alo, alo. Rồi ok. Rồi. Đâu kể coi. Tết á là hai tụi con gặp nhau. Thì vào ngày 30 tháng 4 á là anh này là chính thức tỏ tình với con. Dạ. À, lúc đó là con lớp 12. Dạ con 11 còn anh 12. 12. Thì rồi. Con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình sao? Là không có tốn tiền của Hồng Vân.
Anh tỏ tình, anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Sao? Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em, mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Rồi con khi mà nói nhận là được cái con... lời từ chối đó, con có tổn thương không? Có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn. Dạ. Nói chung là buồn sợ bạn đó có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại ảnh. Con có nói là nếu như cũng bình thường như trước kia. Con hẹn ảnh con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời. Chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ đúng rồi. Và vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì nếu như mà mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến. Rồi sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên, con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có. Lúc lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không có muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia, bây giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Người mình yêu. Dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là giờ coi như là chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Nên xong rồi ăn Tết xong rồi con lại lên đây con ôn thi lại một tuần nữa. Lên Phố Hồ Chí Minh. Dạ. Là con học ở trường nào? Dạ con học đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ con nói rảnh như vậy nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 là ảnh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Đó, chịu không nổi chị. Thì đó. Dạ. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh á chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời, tại vì hai đứa cũng ở rất là xa. Không có gặp mặt. Mà không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Như là có thêm động lực. Dạ, đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con, là cái thằng mà bạn ở chung với hai đứa. Nó nhắn tin nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Mà mày hành ổng thế này, hành ổng thế kia. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh, con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Thì ảnh hay nói là anh ước là em là người yêu của anh. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình nhưng mà con nhắn con hỏi lại, con hỏi là nếu có một điều ước anh ước cái gì. Thì ảnh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, cái chuyện tình nó hay quá. Em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, Mối Tình Học Trò. Có hay không? Mối tình hay. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Sợ ảnh hưởng tới việc học của ảnh thôi. Lúc thì nghĩ rằng nào cũng xa mà đâu có gần nhau đâu mà lo đúng không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp. Cho nên không có một, con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có. Con phải lên là vì ảnh không? Dạ không, con là cứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên Thành phố Hồ Chí Minh á, thì là con có gặp ảnh liền không? Dạ. Ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến. À có, bữa đó ảnh ra tàu, ảnh ra tàu đón con. Có biết mà phải lên đi thôi tàu. Ảnh đi tàu đón con. Đi xe, đi tàu, đi máy bay gì lãng cũng sẽ quá. Đón hết trơn trời. Lãng mạn lắm nghe, đến sân ga nghe rồi sao nào? Gặp nhau nhưng sao? Nhưng mà lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu. Hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời nhưng mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin. Lúc nào cũng rồi, chưa, xong rồi, biết rồi. Nhắn tin cọc lóc vậy đó. Dạ con nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm. Như vậy là cứ ba chữ, tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ. Rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con. Từ Gò Vấp qua quận 5 mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3 luôn, năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ lúc con đi học sư phạm được
một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá, à, thương nên là rồi, con mới không? Bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ rồi. Làm ảnh đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại ủa vì rồi con không quá. Học hay gì mà con lên hỏi cái gì vậy, chứ lên hỏi bộ bộ không học hành đi. Bỏ học bỏ hành hay sao đi hành lang. Dạ có chứ, thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về. Còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn xong rồi con chờ con trở về luôn. Nó thương nó không tiện chứ nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Rồi thì đó. Hai trường gần nhau mà. Rồi có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không, có tiền đổ xăng không? Dạ xe hư thì có. Thì mình... thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn. Mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không? Dạ, đúng. Lên thành phố rất là đỏ tới mồm. Dạ. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không? Dạ. Có dạ. Khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả đó. Hai đứa? Mới dạ. Tình sinh viên mà. Hoặc là muốn đi chơi mà trong túi không nào có tiền hết trơn rồi không biết đi dạ. Chơi đâu. Không có tiền thì chưa có nhưng mà có ít thì có rồi. Ừ. Nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15 ngàn thôi mà ăn hai rổ rau. Ăn hai rổ rau. Trời ơi cái bà bán bánh xèo chắc bà rủa hai đứa con lắm. Trời ơi nó ăn có một bánh xèo 15 ngàn nó ăn hai rổ rau. Nói chung là cái thời sinh viên đi. Nhưng mà nó đẹp. Dạ. Có nhiều kỷ niệm là nó đẹp. Dạ. Có nhiều kỷ niệm. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại. Dạ. Dạ. Ừ. Từ hai đứa sao? Giờ hoài niệm nè, đó bây giờ hoài niệm dạ. Thì cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không? Dạ. Ừ rồi xong sao nè. Sau đó thì là con học đến năm thứ tư. À, khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè, rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không? Hai đứa. Dạ. Có đứa nào bỏ ngang không? Trước. Dạ không. Dạ anh tốt nghiệp trước con. Tốt nghiệp trước rồi tới con rồi xong hai đứa là về lại quê. Dạ. Thầy anh tốt nghiệp trước nhưng mà anh chưa về á con. Ở lại lại con đúng không? Anh ở lại. Thì chắc chắn chắc rồi, tôi không cần hỏi luôn. Cũng không cần hỏi. Rồi trong một năm mà con ở lại rồi con có đi làm không? Là đi nhông nhông dạ, lắm thôi. Con học xong á là 2015. Thì con có gửi cái bằng đó về quê để xin việc ở quê. Thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó. Thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp, không có gì làm cũng chán lắm, ba mẹ sẽ buồn. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm, mình học thêm. Để mình có cái nghề mình làm trước. Thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng. Tại vì ở dưới quê con ấy, nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng. Nên không có muốn mình phải như vậy. Xong rồi con lại đi học thêm cái trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Và cái môn con chọn là cái môn tin học. Tại vì nhưng mà con đã có bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp. Là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm. Thì nó cao quá con không có đậu được. Nên con mới sát xuống đại học Sài Gòn. Cái môn đó nó vừa đủ điểm để cho mình đậu với lại nó cũng là sư phạm luôn. Rồi cái bằng đó sợ về quê không có việc nên con học tiếp cái ngành trung cấp máy tính. Dạ đó, đúng không? Trung học trung cấp máy tính. Thì trong quá trình học á thì con cũng đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài. Sửa điện thoại, sửa máy tính. Rồi lại có cơ hội đợi dạ, đợi bạn rồi. Gái mình nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về chị gọi con ra trường đi làm thôi, thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Hoặc là mình về mình không có việc rồi vợ mình đi làm rồi mình đâu có mình con trai mà mình chẳng lẽ mình ở bị nhà. Lép vế nhà rồi, đúng nhà, không mình chờ vợ nhà nuôi sao diễn nữa chứ dạ đúng rồi. Nên con phải quyết tâm con phải có một cái nghề gì đó. Thì con đi học trung cấp xong rồi con học nghề thêm thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt hay quá. Xong rồi có cái bằng đó. Thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Bà này mà học bà này bà về trước. Ba học năm xong ba về sao? Trước ba về trước mất mình ở đây mình sợ chứ cũng không sợ ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn là lúc đầu mới vô chứ có sợ đúng không dạ rồi. Con về con có việc liền không? Dạ có, con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 là con đã đi dạy ở Bình Thuận. Rồi đó rồi xong rồi một con xong rồi là con đi về. Con xong rồi con cũng đi về con làm với Bình Thuận. Rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn. Tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện. Nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ. Tại vì vợ là làm giáo viên tin nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học giống như kiểu chữa cháy vậy đó. Tại vì tháng 7
Xong rồi tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đậu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em làm không nổi. Rồi cái bung. Là bung đi qua làm giáo viên. Thì thành ra ngay cái vị trí lại thiếu. Đang khuyết thì con về là chắc luôn. Thì nói là giờ người yêu của em đang làm cái nghề đó là về vô luôn. Con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Dạ. Một sự sắp xếp vô hình nào đó của ông Tơ bà Nguyệt đó. Đúng không? Đó. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê. Rồi xong rồi á, bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa, chưa. Hay là phải đi, hay là con đi làm 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian nó có chia tay gì không? Dạ gây lộn rồi có ghen tuông. Có lần nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đó. Cũng không có trách móc gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái, nhưng mà vợ con có giận con thì vợ con thì nói chung là giận thì nhiều, mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi, nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Dạ. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó. Dạ. Là có chia tay không? Dạ. Có. Có, mà chia tay dài không? Có chuyện dạ. Chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. 3 ngày, tới 3 ngày dài. Luôn. Rất dài, rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ, đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen tới bây giờ. Vụ gì, vụ gì? Vụ gì vậy? Dạ... cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi, đi làm cái bệnh đó. Viện đó đó. Dạ, ở bệnh viện á. Thì một thời gian, bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con. Và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận, con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương, không hề luôn, nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh, bạn nữ đó là lơ luôn, nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm. Giống như cái đầu tiên mà anh mà anh tin quan tâm cho con là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy, nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó, anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa. Nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được. Thì con mới ủa, mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh. Thì con nói là em thì không có cần thương hại. Ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em mới cần thương hại. Cho nên làm thôi, bây giờ em với anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Thì con nói em và anh chia tay đi. Nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa. Coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á thì em cũng không nói là ai sai ai đúng. Em chỉ nói là mình không có hợp thôi. Thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em. Em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Thì có rồi. Sau đó dạ. Thì sau đó là cũng con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu. Nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường. Hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không? Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin. Tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều. Nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do, nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa, nên con cũng không có đợi tin nhắn của anh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì anh mới nói con, bữa giờ làm bạn với anh có vui không? Thì đâu có vui xíu nào. Cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau, mới nói ra là vì sao anh lại như vậy. Là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi, nó sẽ khác với hồi mình đi học. Nó sẽ có áp lực của công việc, chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em. Hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm, còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại. Thì
từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Đúng đó. Đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà phải chọn nhau, tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi. Ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Một trong hai, đúng không? Hiểu không? Đó. Chọn sai là phải chịu thôi. Đúng rồi. Chưa? Ủa nhưng mà là lúc đó là hai chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mọi đứa là có nghĩa là con đang ở nhà. Con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin. Đúng không? Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà khác nhau hay sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó con biết không, thực sự cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị, nó sẽ rất là đáng yêu, nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực sự vừa lo việc vừa nhắn tin trả lời. Đúng rồi, cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình cứ phải, mình không có được tự do. Mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện khác. Đúng rồi. Đó, anh vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, vì cái nó bị mệt mỏi á con. Nó nghe này, cho nên mà là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó là cảm nhận của con sao? Lúc con ngồi nói chuyện á. Thì nói chung là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó thì thực sự thì mình nhắn tin niềm nhắn tin với bạn bè thôi, chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện mà con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho cái cô kia à? Không phải cô, là các bạn giống như là một người bạn mới rồi mình tâm sự. Đã nói em gái mưa mà mưa hơi lớn chút xíu. Cũng may mà tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? Có 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi, 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Dạ, dạ. Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Dạ. Bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi, trai dạ. Bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, lật sang trang nè. Dạ, khi mà lấy nhau xong rồi về, coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Là dài nhất. Đó, rồi không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý nha. Có là góp ý để đối phương đúng rồi. Phải, đây là cơ hội để chúng ta nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ. Anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục, mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ, tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược. Nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Dạ, sau khi nhín lại chút lòng tốt. Dạ, chuẩn bị nó nhín lại chút. Coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó, bây giờ bắt chuẩn bị lạc đề rồi đó. Khui tính tốt là lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn, coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ, nghe. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi, anh khui trước đi. Ủa là sao? Dạ, tại vì con thấy anh là cũng được mà 9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25, 0,025 cái kia là cái gì? Dạ, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Chứ còn con thấy anh gì là ok lắm rồi. Không. Tức là giờ con gì luôn muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi gì, gì hết. Dạ, đừng thay đổi, vậy thôi. Và vậy, và hơn vậy nữa một xíu là được. Đó là thay đổi hơn bây giờ xíu đó con. Dạ, thay đổi cái gì? Nhưng mà là thay đổi cái gì? Là ví dụ thương, bây giờ thương vợ con là thương cao như thế này, cao như thế này. Thì giờ thương tiếc, cao như thế này. Dạ. Đó. Ủa có để có mê là game, có hút thuốc, có nhậu nhẹt. Ngày trước là anh có chơi game, nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nó thay đổi ngược mà. Dạ, thành ra là vỡ mộng ngược. Ừ, vỡ mộng ngược thôi, vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Ừ, tốt rồi. Tính tốt. Đúng rồi. Còn rồi, con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, về trước mắt anh có tật xấu không? Cái thay đổi là cái tật xấu đó. À. Ừ, muốn vợ con thay đổi điều gì? Dạ. Vợ có tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, phải giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi đó là thay đổi nè, rồi gì nữa?
rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho nó mập lên. Dạ đúng rồi. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tắm bổ món này món này món kia nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho lười ăn đi. Cho nên mới vậy nè. Cho luôn yên đó. Chỉ mong vậy thôi. Với lại làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Dạ. Đó thì ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Lười ăn, đó lười đánh răng. Đó và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con, đau răng là đuối lắm.